Bạn ta lại cùng nói về một bước trước khi kể pen. Bước một là tôi muốn có thế quan đúng đắn. Bước hai, tôi biết góc độ của tôi trong quan hệ muốn điều này. Bước ba, tôi kể video kể pen ăn dấu mối quan hệ. Bước bốn là thiền cà phê về nhóm kể pen ngày hôm nay, cũng như là hồi hướng cho thế quan đúng đắn của bản thân, các đội trong nhóm mối quan hệ của người thân, với anh chị em họ hàng, cũng như là người môn loài. Thì anh xin bắt đầu câu chuyện cây bút. Mời cho em hỏi em đang cầm vật gì trên tay đấy ạ? Cây bút đúng không ạ? Cây bút định tay để viết đúng không ạ? Một số nơi thì mình phải để ký. Nếu mà chú chó đi vào trong này, thì vị trí cái bàn em ngồi và em cầm phần này, em cũng quên mà chú chó, mình thấy nó sẽ làm gì vậy ạ? Mình thấy có thể nó sẽ gọi là nghịch, nó chơi bỏ đi không làm gì. Thế như vậy cùng là phần này thì mình coi là cái bút đúng chó thì không đúng không ạ? Chỉ coi là để làm bị chơi thôi thì có gọi là ai đang đúng ạ? Người hay cho đúng. Mình có câu trả lời ạ? Cả hai đều đúng vì không có ký ức từ trước. Như vậy mình có đầu tiên rút ra là sẽ không có đúng và sai khi không có ký ức từ trước. Vậy thì chúng ta tôn trọng thế quan người khác, mọi thứ nó có đúng sai khi mình đã có những ký ức và cam kết từ trước rồi. Ví dụ như là pháp luật của mình chẳng hạn này, cam kết của đội nhóm, của địa phương hay là của gia đình. Và khi chúng ta thành viên và vi phạm cam kết sẽ có phán xét đúng sai. Tiếp đó em đặt cái vật này xuống mặt bàn, em và chó sẽ đi vào phòng này và con sẽ tắt đèn, không còn ai ở đây nữa, tức là sẽ không có chủ thể nhìn thấy này nữa. Hiện tại nó vẫn nói cái gì ạ? Nó sẽ không làm gì dù nó nằm trên mặt bàn này này, và trong đó vật to gọi vật này khi đó có tính không, mang tính trung tính nhưng lại có cả tính tiềm năng nữa. Thì như đang ở thể hiện là khi mà căn phòng này bật sáng rồi, em đi vào căn phòng này trước, đi vị trí cái bàn này và nhìn thấy vật này trở thành cây bút đối với em đúng không ạ? Chú chó đi vào đây trước, đến vị trí cái bàn này trèo lên đây nhìn thấy vật này, nó sẽ lại gặp nghịch chơi vật này. Và em và chú chó cùng đi vào, em bế chú chó với em và nó cùng nhìn thấy vật này. Vật này khi đó sẽ vừa là cái bút này vừa là để chơi. Thế như vậy tính chức năng của vật này được thể hiện là cùng là vật này nhưng mà tại một thời điểm đang có hai thực thể khác nhau, người và chó đang cùng nhìn lên nó để tạo sự thành hai thực thể khác nhau trên cùng vật thể này. Nó góc nhìn của thực thể tác động lên. Như vậy mình có bài học thứ hai rút ra tiếp theo là mọi sự vật sự việc hay bản thân chúng ta đều có tính không, tức là tính tiềm năng thành bất cứ thứ gì, nó cũng thuộc vào góc nhìn, góc quan chiếu của thực thể tác động lên. Nhưng đó việc chúng ta nhìn thấy đây là cái bút thì nó đến từ chính vật này, cho mình biết đó là bút như thế này. Hay chúng ta nhìn thấy là bút à, chúng ta nhìn đây là bút ngọn, bởi vì nếu phải đến từ chính vật này cho mình biết đó là bút ý, thì vật này có ngôn ngữ này, cách ra là nó để mình biết là bút, nó sẽ có cách khác. Ví dụ chó bất cứ vật nào khác sẽ biết là cái bút, và khi đó chúng cầm lên và viết như chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà chỉ chúng ta biết đây là cái bút và dùng để viết không. Thì mình có thứ ba rút ra là mọi thứ đến từ tôi hay là mọi thứ đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi. Thế như vậy mình thấy vật này có tính tiềm năng và đến tâm trí của mình, như vậy thì mình có thể thay đổi suy nghĩ. Mình ước vật này thay vì là cái bút thì mình ước hình thức mình thích được không ạ? Hoặc là cái viên kim cương, nhẫn hoặc là nhiều thứ khác được không ạ? Hay ước thì viên kim cương nhé. Tôi muốn viên kim cương. Và khi mở mắt này, trên tay em cầm lên vật là cái bút đúng không ạ? Bởi vì đây là kết quả hiện đại. Mình có thứ tư rút ra tiếp theo là mọi thứ không đến từ sự mong cầu hay là suy nghĩ tích cực chúng ta được, mặc dù có tính tiềm năng về tâm trí chúng ta và mình ước không thấy không được đúng không ạ? Tại sao như vậy ạ? Mình đã từng có dấu ấn hạt giống như bài từ trước. À, chúng ta được neo dấu ấn vào tâm trí của mình có thể từ rất lâu khi còn bé, được ai đó cầm vào này, đây đặt lên tay mình nói rằng đây là cái bút, hoặc mình đã từng cầm vào này và đưa cho ai đó nói rằng đây là cái bút đúng không ạ? Tức là mình đã từng có dấu ấn giống như từ trước, nhưng khi đang cầm trên tay như này dấu ấn là giống với cái bút nào và chỉ như cái bút hiện tại thôi đúng không ạ? Như vậy mình thấy là hiện tại không thể được và không mong cầu không ước được thì cũng đạt được điều mong muốn ở tương lai. Mình biết đến công cụ công câu chuyện này gọi là 4 bước giao hạt, 4 bước Starbucks. Chúng ta tạo ra một dấu ấn hạt giống như hiện tại nhưng mình đã từng có, họ từng tạo ra đồ ăn hạt giống về cái vật này chẳng hạn này, và khi đồ ăn hạt giống mình tạo ra đủ nhân duyên nó sẽ bung được, chúng ta đạt được mong muốn. Ví dụ chúng ta muốn được yêu thương, được quan tâm chăm sóc chẳng hạn, chúng ta hãy làm từ đó trước hoặc một cách là yêu thương quan tâm chăm sóc đến người thân này, bố mẹ anh chị em họ hàng này, rồi tiếp đó là các đồng nghiệp, rồi là bạn bè này, rồi là những cái thành viên trong đội nhóm, rồi xa nữa là cộng đồng. Và sự khi chúng ta làm điều đó đủ lớn, nó sẽ nhận lại được là sự yêu thương quan tâm chăm sóc từ mọi người. Như vậy bài năm rút ra tiếp theo chúng ta muốn có thứ gì, hãy cho nó đi trước, thực hiện bằng thân khẩu ý qua 4 bước gieo hạt đúng không ạ? Mình muốn sới tới đàn hạt giống của mình tạo ra một cách là thiền cà phê, nhớ lại những hạt giống tốt chúng tôi mình đã làm, và khi tối hạt giống của mình đủ nhân duyên nó sẽ ung được, chúng ta đạt được những mong muốn. Thì anh kết thúc câu chuyện của mình ở đây, bây giờ nhà nghe và cho em hội cho bài ngày hôm nay. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ.